Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Đến Từ Đường Ước Mơ. Và hôm nay như đã hứa và cũng như là đáp lại một cái comment của một bạn đã yêu cầu mình làm, thì anh em sẽ làm một cái top game MMORPG Big Sale dành cho Android và iOS. Thì nói sương sương với anh em thì MMORPG là một tựa game gọi là game nhập vai và có sự kết hợp giữa trò chơi trực tuyến và nhiều người chơi. Trong đó thì những người chơi sẽ tương tác với nhau trong một cái thế giới ảo và nhiều người cùng hòa nhập vào đó và làm cho game nó trở nên sống động hơn và nó có nhiều thứ hay hơn. Ok, chúng ta cùng đến với tựa game đầu tiên. Thì tựa game đầu tiên chúng ta nó tên là Eluna. Thì đây là một tựa game online ha, RPG, và nó rất hay, rất nhẹ và cũng như là miễn phí hoàn toàn cho Android và iOS. Đã có rất nhiều bạn yêu cầu mình là chơi cái game này và làm clip hướng dẫn các kiểu các thứ. Nhưng mà xin lỗi anh em, tại vì thời gian này mình chưa có sắp xếp ổn thỏa công việc nên là mình cũng không có thời gian để chơi nhiều game khác. Buổi tối mình còn livestream nữa ha. Thì đây là một tựa game phiêu lưu sinh tồn và hầm ngục. Và anh em sẽ có một nhân vật riêng và có những class riêng anh em lựa chọn để có thể sống sót trong thế giới này. Và sau đó anh em phải đi farm, lấy kinh nghiệm, lấy đồ, cũng như những tựa game khác anh em cũng có thể trao đổi đồ và bán đồ ha. Rồi nâng cấp kỹ năng các kiểu thứ, rất là nhiều thứ hay. Và hình ảnh thì pixel, hình ảnh pixel này thì sẽ làm cho rất nhiều anh em thích. Tại vì bên kênh của mình là phần lớn anh em thích là thích vì game pixel thôi ha. Rồi thì nhân vật chúng ta cũng khá là đột nhưng mà đánh nhau khá vui. Về sau thì nó sẽ có hiệu hệ chiêu thức các kiểu thứ. Còn hiện tại là khi mà mình mới vào game thì mình sẽ phải đi thăm ngàn cái đã. Mới vô sẽ có lượng quái từ từ và nâng cấp sức mạnh thần giờ từ ngày gì đó. Càng về sau thì anh em có đồ anh em cũng mạnh hơn ha. Thì anh em có thể tải ngay hôm nay để có thể chơi thử. Vì khi có dịp thì mình sẽ chơi sau. Ok, tựa game thứ hai là Curse of Arod. Thì đây có thể nói là một tựa game MMORPG chuẩn nhất trong cái danh sách này. Thì tựa game này nó có nhiều chế độ chơi và cũng như là nhiều lối chơi. Và anh em sẽ phải thăm ngàn, cùng farm quái và cùng phải cạnh tranh với những người chơi khác. Nó giống với những tựa game rất thành công như ngày xưa là MMO, Võ Lâm Truyền Kỳ hay là những tựa game giống như vậy. Và đặc biệt hơn là anh em có thể gặp nhau ở trên map. Đó, đó một điều rất hay. Nhiều game họ không thành công khi mà họ không làm được cái điều đó. Khi mà gặp nhau trên map thì chúng ta có thể tương tác, nói chuyện và nhìn gặp nhau gần gũi hơn. Thì game này đến khi mà anh em đánh bot ấy, thì anh em sẽ gặp rất là nhiều người luôn cùng tập trung ở một map. Và anh em sẽ phải cạnh tranh và đánh bot. Nếu như anh em may mắn kết thúc bot thì anh em sẽ lượm được đồ. Cũng giống như những tựa game như ngày xưa Võ Lâm Truyền Kỳ thì chúng ta sẽ đi săn bot hoàng kim để kiếm đồ ha. Thì game này nó sẽ có một thế giới mở, hình ảnh pixel đơn giản nhưng mà đẹp. Nhân vật chúng ta khá đột, vừa cute và cũng khá là hấp dẫn đó. Về sau thì mình sẽ nâng giáp từ từ và mình sẽ farm level lên từ từ để tăng cấp sức mạnh cũng như là nhiều thứ khác để có thể sinh tồn, cũng có thể là phòng tránh những người chơi khác. Có thể là một số nơi có chế độ PvP thì họ có thể đánh mình, họ có thể đấm mình mẹ te tu sơ mướp luôn, nên là mình cũng cần phải nâng cấp sức mạnh lên ha. Thì với những game như thế này thì nó sẽ rất thu hút anh em, tuy nhiên là nó sẽ hơi hao thời gian một chút và cũng như hao của. Một số game thì anh em cũng nên nạp một chút để cho nó tăng cái tính cạnh tranh cũng như là anh em cũng tăng sức mạnh của mình một chút, hoặc là nạp đầu ấy, nên là mình thấy nó cũng bình thường. Về sau thì mình cũng đừng nghĩ đến cái chuyện là chơi cái game đó là tôi chưa bao giờ nạp. Nếu mà nạp được thì anh em cứ nạp ủng hộ nhà phát hành một chút cũng được, nhưng mà nói chung là chơi trong cái phạm vi là vừa phải thôi, đừng để nghiện ngập quá. Và game này thì anh em vẫn có thể cày được, không nhất thiết là anh em phải nạp nhé. Hình như là không biết là game này nó có chế độ coi cái quảng cáo không, nhưng mà game này cũng không cần nạp nhiều đâu. Mình thấy có nhiều anh em chơi nâng cấp level lên rồi bắt đầu đi farm các kiểu vẫn ngon. Đây như anh em thấy ha, nó còn có cả một cái community khá là lớn và anh em sẽ gặp nhau và nói chuyện. Đó là điều rất hiếm gặp trong những game Android. Ok, tựa game thứ ba cũng không có gì mới lạ, đó là tựa game My Hero Sea. Thì tựa game này mình đã chơi tầm 6 tháng trước và hiện tại thì nó vẫn chưa chết server đâu. Và anh em vẫn có thể chơi phiên bản chính chủ bằng cách là tải dưới phần mô tả, hoặc là anh em vô trên web dtngamer.com để tải. Thì game này nó giống rất giống với Soul Knight, tuy nhiên là nó sẽ online ha. Và nó có nhiều hệ phái, có như là có 6 hệ phái tính hiện tại. Thì mỗi hệ phái khác nhau thì nó sẽ có sức mạnh khác nhau, từ xạ thủ, pháp sư, cung thủ hoặc là sát thủ gì đó. Nói chung là mỗi phái thì nó khác nhau. Và đồ thì anh em sẽ nâng cấp từng sức mạnh lên và từng rank lên. Thì hình như đồ sắp nhất là đồ màu trắng, sau đó đến màu xanh, rồi đến màu xanh lá cây, rồi đến tím, xong rồi đến màu cam. Thì màu cam hình như là màu xịn nhất và đến giờ vẫn vậy. Thì tựa game này nó sẽ cho anh em một cái trải nghiệm khá thú vị và anh em có thể co-op được tối đa 4 người cùng với bạn bè và tạo ra những tình huống giữa khóc giữa cười ha. Ok, tựa game thứ tư là một tựa game cũng khá là hay và tựa game này có tên là Guardian Tale. Thì tựa game này có gì đặc biệt? Đó chính là nó đẹp, cute và màu sắc
Đặc biệt là cái màu sắc mà nền xanh như thế này ấy, thì nó sẽ rất hợp với những anh em nào mà thích màu lạnh ha, cũng như là màu mà nó sáng sủa một chút. Thì tựa game này vẫn là tựa game phiêu lưu trong một cái thế giới khá là rộng lớn, anh em cần phải đi thăm ngàn đánh quái, cũng đi theo cốt truyện. Và đặc biệt thì game này cũng như những tựa game MMORPG khác thì chắc chắn là nó phải có chế độ co-op. Và game này thì anh em vẫn có thể thăm ngàn vào bang, sau đó anh em có thể xây một cái đế chế riêng. Mình nghĩ là có cả chế độ gia viên ấy, là một cái chế độ mà xây một cái khu vực riêng của bang để anh em có thể sinh hoạt các kiểu thứ, mà chắc chắn là game nào cũng có ha. Mình nghĩ thời này mà không có thì nó cũng hơi tù. Đấy. Thì từ game này nó cũng có những màn kết hợp đánh boss cũng như là phá đảo, những cái màn chơi riêng biệt, cũng như là có những loại sức mạnh riêng biệt đánh boss ha. Rồi né kill các kiểu thứ. Và nhân vật của anh em thì rất là nhỏ, rất là cute và hoạt động khuyên náo lắm. Và mình nhìn là mình thích ngay từ game này. Có thể là mình sẽ chơi game này thôi, chứ còn mấy game khác thì cũng chưa chắc ha. Game này thì cute, với lại là điện thoại mình chắc sẽ chơi được. Tầm này thì chắc cỡ ra 1GB là anh em có thể chơi vô tư. Và nhiệm vụ chính của anh em có nghĩa là cứu thế giới. Một số map thì anh em sẽ bảo vệ và dàn trận các kiểu các thứ để tiêu diệt những cái thế lực ngoại đạo ha, người ngoại hành tinh đến tấn công các kiểu ác quỷ đó. Anh em có thể tải ngay game này dưới link mô tả nha. Game hoàn toàn miễn phí trên Android và iOS. Ok, thì kết thúc cái video hôm nay sẽ là một tựa game cũng khá là hay. Tựa game có tên là Eternal West. Thì tựa game này nó có sự kết hợp giữa yếu tố thủ thành cũng như là yếu tố gọi là sinh tồn, phiêu lưu, RPG, BT chơi chung với những người chơi khác. Một số nơi thì anh em sẽ chơi thủ thành, một số nơi thì anh em sẽ giống như một tựa game mà anh em đi farm ấy, farm lên cấp, tăng level, tăng sức mạnh. Và rất là hay, chỉ cần nghĩ đến là mình thích rồi. Thật ra là game này mình đã từng chơi và thời gian đó thì mình test thôi chứ chưa có chơi lâu dài. Nhưng mà game này thì khá là hay. Mặc dù là đồ họa nó sẽ đụt hơn những tựa game khác và góc nhìn nó cũng khá là xa. Tuy nhiên là mỗi loại game thì nó sẽ có một cái sức hút riêng. Và tựa game này thì đối với mình thì nó lại không phải là ở hình ảnh, nhưng mà nó là về lối chơi farm và đánh đồ khá là hay. Và có thể gặp nhiều người chơi khác, có thể nảy ra những cuộc xung đột đánh nhau các kiểu thứ. Nên em thấy ha, rất đột các kiểu thứ. Nhìn nó thì nó sẽ giống với lại Diablo ha, một tựa game PC rất là nổi tiếng và đỉnh cao của MMORPG ha. Hình ảnh thì nó sẽ hơi giống với những tựa game Diablo ha, những cái cây nhìn giống vậy, cute vậy. Ok, thì đó là top 5 của mình. Về sau nó sẽ có những top 5 về cái thể loại game này nữa, hy vọng anh em ủng hộ để mình làm tiếp nhé. Ngoài ra thì trong kênh của mình sẽ có rất nhiều top game, từ top game Pixel, top game này, top kia, rất nhiều thứ. Nên mong anh em ủng hộ mình để mình tiếp tục làm những video khác nhé. Và nếu như anh em muốn giới thiệu game nào nữa thì anh em có thể PM dưới phần mô tả hoặc là chat dưới phần mô tả đấy, để mình có thể biết mình review trong cái bản sau.